Wow, quá đẹp quý khách ơi. Hello, xin chào cả nhà. Thanh Quá gửi lời chúc cả nhà buổi khuya ngủ ngon nha. Quá khuya rồi, không dám làm phiền quý khách nha. Rồi là Thanh Quá test, hôm nay Thanh Quá lên sóng test một cái em máy xay sinh tố cực kỳ đẹp, cực kỳ nặng, máy móc nguyên zin, giá Nhật công gì, chất lượng Nhật, sản phẩm Nhật, giá Việt Nam chứ, lộn lộn. À, giá là giá Việt Nam thôi, 600 ngàn nha quý khách. Wow, quá đẹp quý khách ơi. Cái này thì chắc có nghĩa là nó không model mới rồi, nhưng mà cũ thì cũ thôi, nhưng mà chắc cái lượng là số 1 nha. Wow, quá đẹp nha quý khách. Cái này là bằng thủy tinh nha, không nứt bể, không răng nứt nha. Và một điều cam kết là máy móc lúc nào cũng nguyên zin 100%. Đây, giờ mình sẽ mở nắp ra ha. À, quý khách đơn giản lắm, hiện giờ quý khách nào thuận tay trái thì để bên tay trái ha, thuận tay phải, nhưng mình thuận tay phải mình cầm mình để bên tay phải ha. Xéo qua xéo lại chút xíu, quên này nó bị móp này, bị bể này chút xíu nhau hết, không ảnh hưởng gì hết nha. Đây, đó tay phải mình để bên tay phải ha. Đó, để cái gì không vừa thì mình lắc qua đây ha, nó ngay cái khớp là được ha. Wow, đây là thép không rỉ nha, 10 năm 15 năm rồi đó, vẫn còn không rỉ nha, rất rất là đẹp nha. Và thứ hai nữa là mình bỏ nước nè quý khách, thấy không, không rịn nước nha. Cái miếng này nè rất là còn đẹp nha, nó không phải là mòn lẳng nha, mòn là xài nhiều nó mới mòn. Và thằng này cũng vậy luôn ha, mình có chụp hình rồi đó, ok, rất rất là đẹp ha. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp ha, em này nó để là xay táo, xay nho, xay trái cây ha, xay trái cây rất rất là đẹp nha, 1000 ml ha, bằng kiến không bể mẻ nứt gì hết nha. Quý khách cũng thông cảm ha, đôi khi mình cũng có bán đồ hư đồ lỗi nữa nha, tại vì mình mua mình đâu có được thử đâu, hư mình bán hư, còn nào đẹp đẹp thì mình bán hơi cao giá chút xíu ha, quý khách cũng thông cảm giùm nha. Cái cũ cái hư rồi mình phải bán lỗ. Giờ em này thì nó có 1 2 3 chức năng ha, 4 công dụng. Một là tắt, hai là nhấp nháy giống như mình hụn ga vậy đó. Bên đây là hụn 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 vậy đó mà nó tắt chạy vậy đó. Còn bên đây là tốc độ 1, bên đây là tốc độ 2 ha. Hiện giờ đang đứng là không xài ha, tắt ha. Đây giờ mình bật qua bên tay trái nha. Bật ra là nó bật là quý khách vịn luôn nha, nó mới vậy nha. Cái đó là nhấp nhấp đó ha, là buông ra nó tắt nha. Còn bật qua số 1 đó là nó chạy luôn nè, thấy không, gắt liền gô vào gù ha. Số 1 nha, số 1 giờ bật qua số 2 nè. Ô bao tích số ta luôn, nó chạy kìa. Rồi ha, ok nha. Đây đó, nước không rỉnh nha, không rỉ chứ lộn đó, ok hết, khô ráo ha. Tết nhất rồi, mấy cô mấy chị nào đó mua về xay sinh tố cho gia đình ha, hay xay rau xay củ hay xay rau má đậu nành gì uống luôn, quá ngon quá tuyệt ha. Tết nhất rồi quý vị mua ủng hộ giùm em nha. Rồi sản phẩm này em bán giá công khai là 600 ngàn nha. Rồi em tên là Thanh Quá, năm nay 39 tuổi, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Quý khách nào muốn kết bạn mình thì cứ đánh số điện thoại là 0939 396 480, qua các trang như Zalo, Facebook, YouTube hay chơi tốt ha, đánh các đó số vô mình sẽ chấp nhận các bạn nha. Mình đăng rất là nhiều sản phẩm. Rồi xin cảm ơn là đã làm phiền quý cô chú anh chị em cô bác đã theo dõi nha, đã bỏ thời gian ra theo dõi. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại qua lần sau nha. Xin cảm ơn rất nhiều.